Chỉ còn 7 ngày để nhận chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe Ford Ranger Wildtrak. Giá lăn bánh tại thời điểm hiện tại rẻ hơn rất nhiều so với giá niêm yết. Hãy nhanh tay để sở hữu cơ hội có 102 này nhé. Ford Ranger Wildtrak là dòng xe bán tải cao cấp nhất được lắp ráp tại Việt Nam, có giá niêm yết là 979 triệu đồng. Và dòng xe này đang được nhận chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ của nhà nước và của Ford Việt Nam. Ngoài ra thì khi quý vị đặt mua xe tại đại lý thì vẫn sẽ có những chương trình hỗ trợ hấp dẫn khuyến mại kèm theo. Vậy nên là khi mà quý vị lăn bánh dòng xe Ford Ranger Wildtrak tại thời điểm này rẻ hơn rất nhiều so với giá niêm yết. Và Thăng Long Ford thì đang có sẵn đủ màu cho quý vị lựa chọn. Vậy nên quý vị đang có nhu cầu lấy xe thì quý vị hãy đặt mua xe ngay theo giá, theo số hotline ở trên màn hình để nhận ưu đãi kép này nhé. Ford Ranger Wildtrak được trang bị động cơ 2.0 biturbo với công suất mã lực là 210 mã lực, kèm theo đó là hộp số 10 cấp, dẫn động 4 bánh, 2 cầu và các cái công nghệ thông minh rồi thiết kế an toàn ở trên xe thì Ford cũng được trang bị rất nhiều cho dòng xe này, như là camera 360 độ, rồi radar cảnh báo va chạm, rồi lệch làn, phanh khẩn cấp thì toàn bộ được trang bị trên cái dòng xe cao cấp Ranger này nhá. Và công nghệ đèn thì được thiết kế là công nghệ đèn LED Matrix, có dải đèn LED ban ngày và đèn được thiết kế là cụm chữ C ôm trọn vào mặt ca lăng, nhìn trông rất là hiện đại thể thao. Và mắt camera 360 ở đây. Phía trước thì có các cái mắt cảm biến và radar cảnh báo để mình quét các cái, như là ví dụ là phanh khẩn cấp, chống lệch làn, phanh khoảng cách. Đây, đây là radar cảnh báo. Đấy. Và mặt ca lăng thì được sơn đen bóng này, rồi dưới cản thì được sơn màu bạc để nổi bật cái đầu xe lên. Trên nắp capo thì được có những cái đường gân dập nổi, thiết kế khí động học, trông rất là đẹp, bắt mắt. Về phía thân xe thì la răng được thiết kế là la răng đúc 18 inch. Tất cả 4 bánh đều được trang bị là phanh đĩa. Các cái công nghệ an toàn như là phanh ABS này, hỗ trợ lực phanh điện tử này, cân bằng điện tử thì đều được trang bị hết trên dòng xe này. Và ở đây thì có cái gọi là mang cá để điểm nhấn trên thân xe. Rồi gương chiếu hậu thì mặt gương cũng được thiết kế diện tích rất là to. Tích hợp ở trên này thì có cái cảnh báo điểm mù. Và dưới này là mắt camera 360 này. Có đèn báo rẽ, báo bước chân bước lên xuống trời tối thì rất là tiện. Và có tích hợp camera cái sinh nhan ở trên gương. Và bậc bước chân thì cũng được thiết kế sẵn và rất là to. Di chuyển lên xe thì dễ dàng, có thanh giá nóc. Đấy. Thùng xe thì được thiết kế theo thùng xe thì là thùng lửng và được trang bị sẵn thanh thể thao ở trên này rồi. Đấy. Có bậc bước lên thùng, rất là tiện. Về phía đuôi xe thì nhìn cũng rất nhiều điểm nhấn bắt mắt. Ví dụ như cụm đèn hậu thì cũng được thiết kế là cụm đèn hậu LED. Và các cái chi tiết được trang trí điểm nhấn ở trên này cũng rất là bắt mắt. Rồi chữ Wildtrak dập nổi màu đen và bằng kẽm nhá. Và logo Ford ở giữa thùng có, đây là có mắt camera lùi. Đấy, chữ Ranger thì dập nổi trên bửng thùng luôn. Có cảm biến, khi lùi thì quan sát nó dễ dàng hơn để an toàn. Và thùng xe thì ở đây có được thiết kế thêm một là cái thanh thủy lực, khi mà mình mở nắp thùng thì nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đấy. Có trang bị sẵn lót thùng rồi. Trên thùng được trang bị thêm các cái ổ cắm đây. Đấy. 12V và ổ cắm 230V. Khi mà chúng ta đi du lịch mà chúng ta cần sạc hoặc bơm lốt hoặc là cắm laptop thì cũng rất là tiện. Nội thất của Ford Ranger Wildtrak thì được thiết kế tông màu tối sáng thì giúp chúng ta đi nó cũng sẽ sạch sẽ hơn, trông dòng xe nó cũng sang trọng hơn. Và ghế thì được toàn bộ bọc ghế da, rồi may điểm những cái chỉ màu cam. Toàn bộ ở trên tì tay, ở trên hốc nắm cửa thì cũng được là may da hết nhá. Đấy. Rồi cái thiết kế mở cửa, giấu đi. Đấy, thiết kế mới. Ngồi hàng ghế 2 thì cũng rất là rộng rãi, thoải mái và có thiết kế cửa gió điều hòa ở đằng sau thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được. Dưới này thì có sạc Type-C này, USB này và có cổng 230V để cắm laptop. Đấy. Đèn đọc sách ở trên trần, rồi có tay nắm giữ để đi đằng sau thì cần có bám víu thì cũng có được thiết kế sẵn rồi ạ. Và hàng ghế đầu tiên thì bên phía lái thì được thiết kế là ghế chỉnh điện nhá. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Còn đâu ghế ở bên phụ thì mình vẫn là chỉnh cơ thôi. Các cái nút bấm được tích hợp trên cửa như là lên xuống kính này, rồi chỉnh mặt gương này. Và gương thì là được thiết kế là gương gập điện nhá. Cái này cũng được bọc da này, may chỉ màu cam rất là nổi bật này. Mở cửa mới này. Và dưới đây là cụm đèn.
thì chúng ta có thể chỉnh điều chỉnh các cái cụm đèn ở đây. Đấy. Phía người lái thì vô lăng toàn bộ là được bọc da, có vây may chỉ viền màu cam đây. Thiết kế mới, ở đây có cái gọi là sơn đen bóng để cho nó nổi bật cái vô lăng này rất là đẹp. Và vô lăng thì được thiết kế là chỉnh điện nhá. Đi trong phố thì rất nhẹ nhàng và đi ở ngoài cao tốc thì đầm chắc. Trên vô lăng thì được tích hợp các cái phím chức năng như là ga tự động này, giới hạn tốc độ này, rồi căn chỉnh lệch làn đường này. Và có tăng giảm âm lượng, nghe điện thoại, rồi điều chỉnh các cái phím trên được tích hợp hết ở trên này. Đằng sau vô lăng thì được thiết kế đây là màn hình hiển thị thông tin nhá, đầy đủ tất cả các cái thông tin rất là sắc nét. Và đấy, các cái cung đường, khi mà mình điều chỉnh cung đường thì nó cũng hiển thị hết trên cái màn hình này để chúng ta có thể biết là chúng ta đang đi ở cái chế độ nào. Đấy, rất là sắc nét, rất là đẹp. Rồi. Và về giữa trung tâm của xe, đây chính là màn hình giải trí, được thiết kế là màn hình cảm ứng nhá, rất là nhạy. Và trên màn hình thì được tích hợp là camera lùi này, rồi camera 360 này, chúng ta có thể điều chỉnh các cái góc xem ở đây. Đấy, rất là sắc nét. Và màn hình thì được tích hợp là CarPlay, rồi mình có thể kết nối auto không dây hoặc mình điều chỉnh các cái phím điều hòa này, rồi tăng quạt gió, rồi lấy các cái sấy sưởi kính thì chúng ta có thể tăng ở đây, tăng giảm ở đây, hoặc là chúng ta tăng giảm ở phía nút cơ ở phía dưới này. Và ở phía dưới thì có cái này, chỗ này là cái sạc điện thoại không dây, chuyển để điện thoại đây thôi. Đấy, điện thoại không dây. Và thiết kế rất là nhiều các cái hốc để đồ, để đây, rồi để đây. Đấy, cần số thì đây. Và có tăng giảm ở trên cần số, tăng giảm lên. Đây là phanh điện tử này. Rồi các cái chức năng hỗ trợ theo xe như là mình có thể hỗ trợ đỗ xe này, rồi điều chỉnh các cái cung đường off-road ở đây, chống trơn trượt. Và chỗ này là chúng ta là các cái cài cầu nhá, 2H, 4H và 4L thì chúng ta chỉ cần ấn thôi. Cái này là cài cầu điện nên là cũng rất là dễ dàng. Và drive mode này là chúng ta có thể chọn những cái cung đường chúng ta đi, mà như lúc nãy em đã xoay cho quý vị xem ở trên màn hình ấy. Đấy, cốp, bệ tì tay cũng rất là rộng êm. Và phía bên này thì các cái trên này thì là nhựa, còn chỗ này thì là được làm bằng da, viền chỉ cam. Đây cũng là một cái cốp. Diện tích cốp được thiết kế trong xe này rất là nhiều, chúng ta để rất là nhiều đồ ở đây này, cốp ở đây, rồi ở dưới này. Đấy. Cửa gió điều hòa thì được có thêm mạ chrome. Thiết kế mới rất là đẹp. Rồi hốc để kính. Đèn đọc sách. Đấy, chúng ta có thể bật ở đây.